Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chuyên mục hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Bắc Cạn chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022. Chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới. Ba bể chăm lo cho học sinh nghèo. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Bắc Cạn đã thành lập 13 điểm thi. Trong đó, thành phố Bắc Cạn và các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, mỗi đơn vị có 2 điểm thi và các huyện Bạch Thông, Na Rì, Bắc Nạm có 1 điểm thi. Hiện nay, học sinh khối 12 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với tổng số trên 3.000 thí sinh. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành quyết định thành lập hội đồng thi, ban thư ký hội đồng thi. Chính quyền các địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tốt kỳ thi sắp tới. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản hợp nhất thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, quy chế nêu đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Nội dung quy chế nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác, chỉ đạo tổ chức thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, xây dựng đề thi cho kỳ thi hàng năm, đối sánh kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Một hội đồng thi có các điểm thi để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi. Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, toàn tỉnh đã huy động xã hội hóa được gần 100 tỷ đồng hỗ trợ cho việc xây dựng phòng học, nhà bán trú. Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện hiệu quả đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2016-2020. Qua đó, cơ sở vật chất thiết bị các trường học đã từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dạy và học. Đến nay, toàn tỉnh có 96 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 42 trường mầm non, 35 trường tiểu học, 5 trường tiểu học và trung học cơ sở, 13 trường trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông. Những năm trở lại đây, tỉnh Bắc Cạn đã nỗ lực sắp xếp các điểm trường lẻ đưa về trường chính. Từ năm học 2015-2016 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 130 điểm trường. Hiện nay toàn tỉnh có gần 490 điểm trường lẻ, trong đó bậc học mầm non là gần 270 điểm trường, bậc tiểu học là hơn 200 điểm trường. So với năm học 2019-2020, mầm non giảm 22 điểm, tiểu học giảm 3 điểm. Việc sắp xếp lại các điểm trường lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc trong các trường học đã được triển khai đồng bộ ở các trường học trong tỉnh. Nhiều địa phương đã chủ động rà soát, quy hoạch bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng mạng lưới giáo dục. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, trong đó đối với giáo dục mầm non thực hiện đi sâu vào các chuyên đề như xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, duy trì ăn bán trú, dạy 2 buổi một ngày, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân, thể thấp còi. Thưa quý vị khán giả, theo lộ trình, năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa mới tiếp tục được triển khai ở lớp 2 và lớp 6. Hiện nay, ngành giáo dục tỉnh Bắc Cạn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới. Là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với lớp 6 chính. Vì vậy, Trường Trung học Cơ sở Bắc Cạn, thành phố Bắc Cạn đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị ngay từ trong năm học 2020-2021. Nhà trường đã chủ động rà soát số lượng, trình độ giáo viên, qua đó lựa chọn giáo viên giảng dạy lớp 6 trong năm học mới. Số giáo viên được lựa chọn đã tham gia các lớp tập huấn, hội thảo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới do Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Để chuẩn bị cho cái chương trình 2018 sẽ thực hiện từ năm 2021-2022 thì cũng trong cái sự chỉ đạo chung thôi, nhà trường cũng đã có rà soát rất nhiều lần và đã dự kiến đội ngũ giáo viên dạy lớp 6, bao gồm là những thầy cô giáo mà có cái năng lực kinh nghiệm tốt nhất, đặc biệt là đối với những cái môn mới và những cái môn mà phải tích hợp. Thế còn về cơ sở vật chất thì nhà trường cũng đã rà soát những cái nào có thể mà tự mình đều bổ sung được, tự mình sửa chữa được thì tự mình sửa chữa. Còn những cái nào nó vượt tầm thì mình sẽ có những cái tham mưu
đối với ngành, đối với địa phương để được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị dạy học. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành công tác tập huấn cho giáo viên bậc tiểu học và đang tiếp tục tập huấn giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ giáo viên bậc trung học cơ sở. Việc rà soát số lượng giáo viên cũng đang được ngành phối hợp với Sở Nội vụ tích cực thực hiện. Đối với tài liệu lớp 2, lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội đồng thẩm định tài liệu lớp 2, lớp 6. Hội đồng biên soạn đã hoàn thành bản thảo lần 1, tổ chức dạy thực nghiệm và hiện đang trong quá trình chỉnh sửa hoàn thiện trình hội đồng thẩm định theo kế hoạch. Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện có để lập kế hoạch thực hiện sửa chữa, thay thế, nâng cấp, mua sắm, bổ sung những trang thiết bị cần thiết và đồng bộ nhằm đáp ứng tối thiểu phục vụ dạy học cho lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Để chuẩn bị cho cái năm học 2021-2022 thì trước tiên thì đã cơ bản thì đã xây dựng xong kế hoạch năm học và cũng đã được duyệt tại Sở Giáo dục và chúng tôi đang hoàn thiện lại tất cả cái số liệu để trình Ủy ban huyện ký và ban hành. Còn công tác chuẩn bị cho năm học mới thì nhìn chung thì cơ bản đã thực hiện đảm bảo được cái yêu cầu. Còn để thực hiện cái chương trình sách giáo khoa mới theo chương trình 2018 ấy, thì về phía ngành thì cũng tham mưu cho Ủy ban huyện chỉ đạo đến tất cả các đơn vị nhà trường rà soát tất cả những cái điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người để phục vụ cái chương trình 2018. Theo đánh giá của nhiều cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường, sau quá trình triển khai lớp 1 trong năm học 2020-2021, việc chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6 trong năm học tới, được ngành và chính quyền các cấp thực hiện sớm hơn, chủ động hơn. Các địa phương, ngành giáo dục và các nhà trường đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, lựa chọn bố trí nguồn lực hợp lý. Mặc dù thiếu giáo viên, thì nhưng ngành giáo dục các huyện, thành phố cũng đã ưu tiên lựa chọn giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng tham gia giảng dạy lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022. Tâm thế của đội ngũ nhà giáo cũng đã sẵn sàng thực hiện với mục tiêu đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị khán giả, năm nay kỳ nghỉ hè của các em học sinh bắt đầu sớm hơn mọi năm, do đó thời gian nghỉ cũng kéo dài hơn. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ bây giờ, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã bắt đầu mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Bắc Cạn. Ngay khi vừa kết thúc năm học của lớp 11, em Hoàng Quỳnh Mai, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn đã bắt đầu mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho năm học mới. Theo em Mai, thì năm học tới là năm học rất quan trọng, khối lượng kiến thức cũng nhiều. Ngoài việc học hàng ngày, em phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chính vì vậy, em muốn mua sách giáo khoa sớm để có thể xem trước nội dung chương trình. Thì là có những môn học mà không nhất thiết là cần phải học trong sách bài tập thì sẽ không mua nữa, chỉ mua mỗi sách giáo khoa thôi ạ. Lên 12 rồi ạ, sắp phải thi đại học cho nên cũng chuẩn bị trước để cho vào năm học nó không bỡ ngỡ nhiều. Để chủ động cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Bắc Cạn đã phối hợp với các nhà trường rà soát, nhập các đầu sách phù hợp với chương trình giáo dục của địa phương. Theo kế hoạch, công ty sẽ nhập hơn 1 triệu bản sách phục vụ năm học mới. Tại cửa hàng của công ty, sách giáo khoa và đồ dùng học tập được sắp xếp theo từng danh mục, từng lớp học, theo bộ, rất thuận lợi cho phụ huynh lựa chọn. Ngoài việc bán sách tại cửa hàng, công ty đã chủ động phối hợp với các trường học trong tỉnh, xác định nhu cầu sách giáo khoa của học sinh và cung ứng đến tận trường học. Cháu năm nay là lên lớp 4, một cháu bé là năm nay là lên lớp 3 tuổi bảy, 3 tuổi mầm non. Có giáo chủ nhiệm ở nhà trường thì nó đăng ký, cho đăng ký ở lớp rồi. Năm nay là COVID thì cũng chẳng đi, thêm nơi hôm đó là lên nhóm thì bảo là đăng ký ở lớp thì cô bảo là đăng ký cho cháu một bộ thế thôi. Theo đánh giá, năm nay giá cả sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập ổn định, mẫu mã các loại đồ dùng học tập rất phong phú, đẹp mắt để phụ huynh và học sinh lựa chọn. Thưa quý vị, theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thời điểm này, mặc dù bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang được các trường học trên địa bàn huyện Chợ Đồn tích cực triển khai với các điều chỉnh cụ thể theo tình hình thực tế.
Cùng với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt cao nhất ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu của trường Trung học phổ thông Chợ Đồn, Trung học phổ thông Bình Trung và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện đã xây dựng kế hoạch ôn thi, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thành công, an toàn. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các nhà trường đã có sự điều chỉnh một số nội dung, phương thức ôn thi cho phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Đối với việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 của trường Trung học phổ thông Chợ Đồn, thì nhà trường đã căn cứ vào các quyết định cũng như là các hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Cạn. Qua đó thì nhà trường đã xây dựng căn cứ để xây dựng những kế hoạch và đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn thi ngay từ đầu, chia làm 3 dung ôn tập. Thì nhà trường cũng căn cứ bám sát vào chuẩn kiến thức kỹ năng cũng như là lựa chọn những cái nội dung ôn tập phù hợp với học sinh và cũng có những phương pháp để hỗ trợ học sinh trong việc ôn luyện. Và trong thời gian ôn tập thì bắt đầu thực hiện ôn tập tập trung, thì nhà trường cũng rất là quan tâm và luôn luôn là bám sát với cái việc ôn tập của học sinh, luôn chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm theo dõi bám sát lớp. Năm nay, huyện Chợ Đồn có trên 360 thí sinh dự thi tốt nghiệp lớp 12. Thời điểm hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các nhà trường đã có sự điều chỉnh một số nội dung, phương thức ôn thi cho phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Hiện nay, trường Trung học phổ thông Bình Trung, ngoài việc ôn tập tại trường, ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp giữa việc ôn thi tại trường và hỗ trợ các em ôn thi trực tuyến thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Đối với trường Trung học phổ thông Chợ Đồn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên, các em học sinh vẫn đang tăng cường ôn tập, tập trung tại trường. Tuy nhiên, khi đến trường ôn luyện, các em phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Là năm cuối cấp và chúng em là như mọi năm thì đều được nhà trường tổ chức cho ôn thi tốt nghiệp. Thì dưới sự hướng dẫn của nhà trường và các thầy cô thì bản thân em đã chuẩn bị được các kiến thức cơ sở cũng gọi là khá vững vàng. Em sẽ mong kỳ thi sẽ diễn ra được suôn sẻ và thuận lợi, nhất là trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp như thế này. Thì mong là tất cả các bạn học sinh trên cả nước và trong đó có chúng em đều sẽ được tham gia kỳ thi đúng theo lịch của bộ đã đưa ra và đạt được kết quả tốt nhất. Cùng với công tác ôn tập, mỗi thầy cô giáo cũng đang nỗ lực tạo cho các em học sinh một tinh thần thoải mái, không áp lực, bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 một cách tự tin và đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị, quan tâm, chăm lo cho các em học sinh, nhất là học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần dựng xây tương lai nước nhà. Với tinh thần trách nhiệm xã hội cao, thời gian qua các đơn vị nhà trường, ban ngành, hội đoàn thể cũng như các nhà hảo tâm đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động và mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Ba Bể. Nhân ngày quốc tế mùng 1 tháng 6 năm 2021, 26 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể đã nhận được những món quà, lời thăm hỏi, động viên chia sẻ từ các cấp chính quyền và đoàn thể của tỉnh. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên nhân dịp các ngày lễ Tết như rằm Trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi, khai giảng năm học mới. Đó là động lực để các em học sinh nơi đây vững vàng hơn, vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục trên con đường học tập. Hôm nay biết là ở xã với lại ở tỉnh các thứ là tổ chức tặng quà cho những người nghèo ở trong xã thì tôi rất là cảm ơn. Đối với học sinh nghèo ở đây thì cũng tất cả các cơ quan ban ngành cũng chăm lo chu đáo cho những học sinh nghèo ạ. Hàng tháng các thứ là có cái gì cũng cung cấp gạo với lại tất cả các thứ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ạ. Những năm qua, hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, ngành giáo dục huyện Ba Bể đã cụ thể hóa thành phong trào, cán bộ, nhà giáo, đoàn viên công đoàn chung tay giúp đỡ học sinh khó khăn, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Qua đó đã huy động được nhiều đơn vị trường học và các cấp chính quyền và toàn xã hội quan tâm, giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, yên tâm đến trường học tập, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học. Thì đối với lại xã Yến Dương thì trong cái thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì chúng tôi cũng thực hiện cái công tác thăm hỏi và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn xã. Và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã thăm tặng quà cho hơn 10 cháu trên địa bàn xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Những chương trình giúp đỡ học sinh khó khăn đến trường không chỉ lan tỏa trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, mà còn được câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện cùng chung tay hưởng ứng. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời đó, nhiều học sinh nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.